Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Nông nghiệp TV. Thì hôm nay mình xin hướng dẫn cho các bạn về cái kỹ thuật nuôi cá móng tượng ha. Với cái clip này thì mình sẽ nói về cái kỹ thuật nuôi nè, như là cách cải tạo ao, về khâu chọn giống, thức ăn, cách cho sinh sản và một số bệnh thường gặp cũng như cách trị nữa. Vì vậy các bạn nào mà chưa nắm bắt được cái kỹ thuật á thì cố gắng dành vài phút để xem clip này để có ý kinh nghiệm hơn trong quá trình nuôi là như thế nào nha. Trước hết á, thì mình xin nói về sơ bộ về cái đặc điểm của con cá móng tượng trước thì để cho các bạn hiểu rõ hơn và trong quá trình nuôi cũng có thể giúp ích cho các bạn. Thì con cá móng tượng là cái loài đặc sản có giá trị kinh tế rất là cao vì thịt của nó rất là ngon và có vị ngọt á. Thì đặc biệt cái thịt cá lại có cái màu trắng tinh như là cái thịt gà nha. Thì trong tự nhiên con cá này nó phân bố khắp các thủy vực như là sông ngòi, kênh rạch, ao mương đều có hết. Còn về cái đặc tính của con cá này á thì nó thích hợp sống ở môi trường nước có cái pH từ 6.5 đến 7.5 đó các bạn. Thì cái nhiệt độ thích hợp của nó cho nó phát triển là từ 26 đến 32 độ C nha. Một cái đáng chú ý khác á là con cá này nè, nó có thể sống ở môi trường nước ngọt hay là vùng mà có cái độ mặn đến 13 phần nghìn luôn nha. Như vậy cái loại cá này chúng ta có thể nuôi ở môi trường nước ngọt hay nước lợ đều được nha các bạn. Thì tiếp theo về cái mô hình nuôi thâm canh của cái loại cá này á thì các bạn có thể chọn mà cái cách nuôi truyền thống nè, như là trong ao đất á, bể xi măng, bể bạc hay là các bạn nuôi bè cũng vẫn được nha. Cái mô hình nào cũng được thì tùy vào cái điều kiện mà các bạn đang có. Thì nhưng với cái clip này á thì mình sẽ nói về cái cách nuôi truyền thống này, coi như là nó cũng thuộc cơ bản để cho các bạn dễ nắm bắt ha. Thì nói về cái cải tạo ao thì cũng như các loài cá khác vậy, thì các bạn cũng phải tuân thủ nguyên tắc như là bơm bùn, bón vôi, diệt tạp, gây màu. Thì cải tạo ao và xử lý cái ao trước khi thả đó thì để tiêu diệt cái mầm móng bệnh nè, tránh gặp các loại mà bệnh cá thường hay gặp á, cũng rất là tốt nha các bạn. Mình nói về cái bón vôi ha. Cái bón vôi cho ao khoảng chừng 10 đến 15 kg trên 100 mét vuông nha. Thì các bạn cũng nên diệt tạp, vì cái diệt tạp cũng rất là quan trọng, nó giúp con cá giống tránh được các loại cá dữ như là cá trê hay cá lóc đó các bạn. Vì nếu còn cái con cá này còn sót lại trong ao á thì nó sẽ ăn cái con cá giống của mình rất là nhiều nha. Như vậy nó sẽ dẫn đến mất đầu con cá móng tượng nha các bạn. Thì tiếp theo là cái khâu chọn giống và cái thả giống nha. Thì các bạn cũng nên lưu ý là khi đến trang trại giống mà mình xem xét thấy giống á, nó không được khỏe mạnh, bơ lờ đờ, nổi đầu hay là có các biểu hiện khác á, nghĩa là cái đàn cá đó không được khỏe mạnh hay là đang mang mầm bệnh á. Nếu các bạn thấy như vậy thì khoan hãy bắt ha. Nói chung các bạn đừng có gấp mà phải chờ đến khi nào mà nó khỏe mạnh hơn á thì mình bắt nó cho nó an toàn. Còn về cái mật độ nuôi thì các bạn có thể thả từ 10 đến 20 con trên một mét vuông nha. Còn trong cái quá trình mà vận chuyển cá giống về cái ao mình bằng cái oxy bao đó các bạn, thì các bạn cũng phải nên thả bài bản cho nó. Là các bạn có thể ngâm cái bao mà oxy đó trong cái ao á, ngâm khoảng chừng 10 đến 15 phút cho nó cân bằng cái nhiệt độ lại á. Cái mục đích á là cho con cá nó quen dần với cái điều kiện sống mới đó các bạn. Rồi sau đó mình thả nhẹ nhàng vào cái ao nha. Đó là cách thả cũng như là cái khâu chọn giống ha. Thì tiếp theo mình sẽ nói về cái thức ăn của con cá bóng tượng nha. Cá bóng tượng là cái loài cá dữ, nó thích ăn động vật như là cá tép, cua, ốc à, nhưng phải tươi sống á, bởi vì cái loài này nó không có thích ăn cái động vật mà ương thối đâu. Cho nên trong cái quá trình nuôi các bạn phải cho cá ăn bằng cái thức ăn tự chế biến á, như là con cá sai chẳng hạn nè, cá rô phi hay là những cái con cá mòi khác đó, thì mình sai ra, hay là các bạn có thể mà cắt á, cắt con cá ra để vừa cái kích cỡ mà cái miệng của cái con cá bóng tượng á, thì con cá bóng tượng nó sẽ ăn nha. Nói thêm về cái tập tính ăn của cái loài này ha, thì cái con cá bóng tượng là cái loài cá dữ ăn thịt sống nhưng cực kỳ lười nha các bạn, vì nó không có thích rượt đuổi con mồi như những cái con cá lóc hay cá trê đâu, mà nó chỉ nằm rồi gìn gặp rồi chờ con mồi lại gần và ăn thôi. Cái con cá bóng tượng á thì không có sợ ma, cho nên nó ăn mạnh về ban đêm hơn ban ngày nha. Còn nước lớn á thì nó sẽ ăn mạnh hơn cái nước rồng. Đó là một số lưu ý về thức ăn của con cá bóng tượng. Còn về sinh sản của nó như thế nào? Sinh sản lần đầu tiên của con cá bóng tượng á, khoảng 9 tháng cho tới 12 tháng tuổi á, là con cá nó sẽ sinh sản được. Còn cái lượng trứng mà đẻ ra trên mỗi lần á thì cũng rất là nhiều. Thì khoảng chừng 150 đến 200 ngàn trứng trên 1 kg cá cái nha. Cái con cá nó sẽ tiếp tục phát dục sau khoảng 30 ngày sau thì nó có thể đẻ lứa mới.
Trứng của con cá thì nó có dạng hình quả lê đó các bạn. Thì đây là cái loại trứng dính nha. Cho nên cái bãi đẻ của con cá này là nó nằm ở ven bờ á, hoặc là sâu ở trong nước á. Mà nói chung á, nơi nào mà có các cây cỏ thủy sinh hay là cái xá thể như là cái gốc cây hay là gì đó thì nó sẽ đẻ vào chỗ đó. Với cái tập tính sinh sản như vậy thì cũng có thể mình cho nó sinh sản được nha các bạn. Thì nếu như các bạn mà muốn cho nó sinh sản thì cũng có một số cách. Thì mình nói cái cách một đi, thì cho nó đẻ tự nhiên trong ao á, bằng cách là các bạn mà chọn cái bố mẹ rồi mình thả vào ao với tỷ lệ là 1:1 ha. Ví dụ cho các bạn dễ hiểu á, là nếu các bạn thả 100 con đực và 100 con cái vào cái ao á, thì đó là cái tỷ lệ 1:1 nha. Như vậy sau khi giao phối thì con cá nó sẽ tự đẻ. Sau khi đẻ vào các cá thể thì mình phải thu trứng và đem ấp nha. Vì nó đẻ vào cái cá thể thì các bạn phải chuẩn bị sẵn cái cá thể ở mé ao á. Như là các bạn có thể dùng những viên gạch tàu nè, mình sắp ở mé ao thì nó sẽ vào đó nó đẻ à. Thì nó sẽ đẻ trứng dính vào cái miếng gạch tàu đó các bạn. Sau đó mình thu trứng lại và mình đưa vào bể ấp nha. Cái cách ấp của nó là như thế nào? Là như thế này nè các bạn. Trước hết thì mình chuẩn bị cái thau hay là cái xô nhựa gì cũng được, nhưng phải có sủi oxy nhẹ nha và xuyên suốt luôn. Thì sau một thời gian ngắn thì cái trứng nó sẽ nở thành cái con bột. Khi con cá bột nó nở sau 3 ngày thì nó còn cái nõn hoàng á. Cái thời gian này thì chúng ta không cần cho nó ăn đâu, vì nó sẽ sống nhờ cái nõn hoàng đó các bạn. Thì tiếp theo đến ngày thứ tư trở đi thì chúng ta có thể cung cấp trứng nước cho nó nha. Sau khoảng 20 ngày tiếp theo á, con cá nó sẽ đạt từ 2 đến 3 cm đó các bạn. Lúc này mình có thể cho ăn trùng chỉ nè, cá tạp, tép nè, ốc suy nhuyễn cũng được. Như vậy sau một thời gian thì chúng ta đã có cái giống cá bóng tượng rồi đó các bạn. Thì cái thời điểm này nè thì chúng ta có thể đem nuôi với cái giống đó, hè đem bán cũng vẫn được nha. Còn cái cách sinh sản thứ hai ha, là mình cho nó đẻ nhân tạo. Với cái phương pháp này nè thì mình sẽ thu trứng hiệu quả hơn. Nhưng muốn như vậy thì phải dùng cái kích thích sử dụng HCG nha. HCG là cái tên viết tắt của Homantrogenic Gonadotropin đó các bạn. Thì đây là một loại hormone sinh sản nha, tiêm cho cả con đực và con cái luôn. Thì sau khi tiêm kích dục tố thì mình tiếp tục mình thả con cá vào ao. Thì trước đó mình phải làm cái giá thể sẵn. Thì sau khoảng 10 đến 12 giờ tiêm thì con cá nó sẽ đẻ vào cái giá thể đó thôi. Thì tiếp theo thì mình sẽ thu trứng và đem ấp. Về cái cách ấp thì cũng giống như là cái cách 1 nha các bạn. Còn về trong cái quá trình nuôi á, thì chúng ta cũng hay gặp một số bệnh. Đó là cái bệnh như là bệnh ký sinh trùng nè, bệnh nấm thủy mi, nở loét, bệnh nấm đỏ hay là bệnh mất nhớt nữa. Thì mình sẽ đi vào từng bệnh luôn nha. Thứ nhất mình sẽ nói về cái bệnh ký sinh trùng. Thì cái tác nhân gây bệnh thì như là trùng quả dưa, trùng mặt trời, trùng mỏ neo, các loại sáng lá đơn chủ 16, 18 móng nè. Về cái loại ký sinh trùng á, thì mình soi cái niêm vi mình mới thấy rõ đó nha. Còn cái triệu chứng mà khi nhiễm ký sinh trùng thì con cá nó sẽ trở nên nhợt nhạt nè, ngứa ngáy nè, nó thích tập trung ở nơi có đường nước chảy nè. Về cách điều trị thì các bạn có thể dùng phormon anhydride nè, mình tạt xuống ao với cái liều lượng là 20 đến 25ml trên 1 mét khối nha. Hoặc các bạn có thể dùng theo cái cách dân gian cũng được, mình dùng lá xoan đó, mình bó thành bó thì mình để dưới đáy ao hay là cái mé ao gì đó. Như vậy sau một thời gian ngắn thì con cá nó sẽ khỏi bệnh nha. Còn cái bệnh thứ hai là cái bệnh nấm thủy mi đó các bạn. Cái biểu hiện của loài nấm này nè thì nó có đốm trắng như cái bông gòn á. Khi nấm mà mới ký sinh á thì mình không có nhìn thấy bằng mắt thường được đâu. Cái phần mà gốc của nấm thì nó đâm vào cái thịt cá, còn cái phần mà sải nấm á thì nó lơ lửng ở trong nước. Khi mà bệnh mà phát triển nhiều á thì trên thân nó xuất hiện những đám lông màu trắng á. Lúc này thì mình có thể thấy bằng cái mắt thường luôn nha. Như vậy nếu con cá nó bị nhiễm nấm thủy mi á thì con cá nó sẽ ngứa ngáy, cá gầy đi nè, thân thì lại đen sẫm đi. Nếu nấm mà càng phát triển nhiều á thì nó sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cái con vi khuẩn khác nó xâm nhập vào cái con cá, làm con cá nó bệnh nặng hơn nha. Để cách điều trị của cái loại nấm thủy mi ha, thì mình có thể dùng thuốc K-Mano-4 hay còn gọi là thuốc tím đó các bạn. Các bạn có thể tạt thuốc với cái liều lượng là 3-5 gram trên 1 mét khối ha, hoặc dùng cái dung dịch muối ăn 3% thôi. Thì mình tắm cho con cá nó khoảng 15 phút thì như vậy con cá nó sẽ khỏe lại nha, thì cũng nhanh lắm. Còn cái bệnh thứ ba là cái bệnh lở loét á, hay còn gọi là hội chứng lở loét đó các bạn. Nguyên nhân thì cũng do nhiều nguyên nhân kết hợp nữa.
như là siêu vi nè, hay còn gọi là virus đó, nấm thủy mi, nấm nội bào nè, aphidomyces đó. Môi trường nước dơ hay nhiệt độ thay đổi thì nó cũng gặp cái bệnh này. Còn về cái triệu chứng á, thì con cá nó sẽ bỏ ăn hoặc là ăn ít thôi, thì da con cá nó sẽ nhợt nhạt và xuất hiện nhiều cái vết lở loét đó. Dần dần nó sẽ lan rộng và ăn sâu đến xương luôn nha các bạn. Về cách mà điều trị cái bệnh này thì mình có thể dùng thuốc tím cũng được, thì cũng là 3g trên 1 miếng khối, thì mình có thể kết hợp với muối ăn luôn, thì 300g trên 1 miếng khối, 300g muối á, thì mình tạt xuống ao. Thì đồng thời các bạn có thể trộn kháng sinh như là gentamicin chẳng hạn, thì cho ăn liên tục từ 5 đến 7 ngày với cái liều lượng khoảng 2g kháng sinh trên 1kg thức ăn nha các bạn. Thì đó là cái cách mà trị cái bệnh lở loét á. Còn một loại bệnh thứ tư đó là cái bệnh đốm đỏ. Thì cái bệnh đốm đỏ này thì lại do vi khuẩn gây ra nha, như là cái vi khuẩn mà Pseudomonas nè, hay là cái con Aeromonas hygrophila nè. Thì cái triệu chứng của nó, thân và cái vùng bụng của nó sẽ bị xuất huyết nè, vảy thì nó sẽ bị dựng lên luôn, còn cái gốc vây thì nó cũng xuất huyết luôn. Bụng cá thì trương to, chứa dịch và đỏ bầm nó, cái hậu môn thì lòi ra nè. Lúc này con cá nó sẽ bơi lội lờ đờ chậm chạp, ít ăn hoặc bỏ ăn luôn nha các bạn, sau đó là chết thôi. Do cái con vi khuẩn này á, nó sống trong cái môi trường nước nên quá chất cũng sẽ diệt được cái khuẩn bên ngoài môi trường nước ha. Tuy nhiên á, cái con vi khuẩn này lại xâm nhập vào cơ thể của con cá nè, qua mắt, mũi, miệng hay hậu môn đó, rồi nó sẽ ẩn náu bên trong cơ thể cá. Cho nên á, đôi khi các bạn mà xài quá chất thì cũng không có diệt hết được cái vi khuẩn này là vậy. Nên khi gặp này thì các bạn phải dùng kháng sinh can thiệp nha. Thì các bạn có thể sử dụng kháng sinh mình trộn thức ăn á, mình cho nó ăn. Thì các bạn có thể chọn một số loại như là doxycycline nè, amoxicillin hay là gentamicin đều được. Thì cho nó ăn từ 5 đến 7 ngày, thì cái liều lượng thì cũng khoảng 2g kháng sinh trên 1kg thức ăn là được rồi. Còn một loại bệnh cuối cùng á, là cái bệnh mất nhớ nha. Nguyên nhân xuất hiện cái bệnh này là con cá nó đã bị xây xác á, do bị sốc, do đánh bắt hay là vận chuyển đó các bạn, hoặc là do cái môi trường thay đổi đột ngột. Còn về cái triệu chứng của con cá khi mà nó nhiễm cái bệnh này á, thì khắp cơ thể cá có một lớp nhớt dày bao phủ luôn. Cá tách đàn, bơi lội yếu ớt thì nó kém ăn hoặc bỏ ăn luôn. Thì trên thân nó có nhiều cái vùng trắng á. Khi mà con cá nó bệnh nặng thì nó sẽ chìm dưới đau luôn. Về cái cách trị thì các bạn có thể dùng phenol anhydride nè. Mình dùng 25ml mình ngâm trên 1 mét khối nước á. Sau 24 giờ thì mình thay 1/2 cái lượng nước đó, rồi mình tiếp tục mình dùng lại với cái liều như trên một lần nữa ha. Cái cách mà trị cái bệnh mất nhớt thì đơn giản là như vậy. Tóm lại, đây là một số loại bệnh mà con cá bóng tượng thường hay gặp phải đó. Vì vậy khi nuôi á, các bạn cũng nên thường xuyên theo dõi cái hoạt động của cá nha, nhất là lúc cho ăn á, hay là sáng sớm nè, để mình phát hiện bệnh và có cái cách điều trị kịp thời đó. Định kỳ các bạn cũng nên bổ sung vitamin nè, hay là các enzyme tiêu hóa mình bổ sung vào cái thức ăn để giúp cho con cá tăng cường sức đề kháng, mau lớn cũng như chống được cái bệnh nữa nha các bạn. Hiểu bạn cũng nên nhớ thay nước khi nước quá dơ nha. Nếu mà nước dơ thì phù hợp với cái loại vi khuẩn gây hại lắm. Thêm nữa, nếu mà nước dơ thì nó sẽ xuất hiện những cái loại khí độc trong cái môi trường nước đó, như là H2S, NO3, NO2, H3, NH4 đó. Các chất khí này cũng rất độc cho cá nha, và nó cũng là một tác nhân cơ hội để nó bệnh bộc phát á. Thì cái cách nuôi của nó là như vậy đó các bạn. Thì Nông nghiệp TV sẽ thường xuyên ra những clip mới tư vấn về kỹ thuật cũng như là giới thiệu cái mô hình nuôi á, để giúp ích cho bà con. Thì ở bạn nào mà đang mới bước vào cái nghề nuôi hay là chưa có kinh nghiệm trong cái việc mà xử lý hóa chất hay là các loại kháng sinh đó, hay là một số vấn đề khác, thì các bạn đừng ngại hãy nhấc máy lên và liên lạc với mình. Mình sẽ hỗ trợ cho các bạn nha. Hy vọng cái channel Nông nghiệp TV sẽ giúp ích được cho các bạn.